Hôm qua, tân thủ tướng áo Can Nehammer đã chính thức tuyên thệ nhậm chức thay ông Sebastian Kurz, người đã từ chức thủ tướng hôm 9 tháng 10 và chủ tịch đảng nhân dân OVP cầm quyền vào ngày 2 tháng 12 do các cáo buộc liên quan đến tham nhũng. Lễ nhậm chức diễn ra tại cung điện Hofburg ở thủ đô Viên với sự chứng kiến của tổng thống áo Alexander Van de Bellen. Tân thủ tướng Nehammer 49 tuổi, từng làm việc trong quân đội vài năm trước khi trở thành cố vấn truyền thông. Ông được bầu vào Quốc hội năm 2017 và giữ chức Bộ trưởng nội vụ vào tháng 1 năm 2020 trước khi ông được OVP bầu làm chủ tịch mới của đảng này và ứng cử viên Thủ tướng. Quyết định trên được OVP đưa ra tại cuộc họp ban lãnh đạo diễn ra ngày 3 tháng 12, một ngày sau khi ông Kizur tuyên bố từ bỏ tất cả các vai trò trong đảng.